Xin chào cả nhà, hè đến rồi, hãy cùng bắt tay vào làm ngay những ly sữa hạt bổ dưỡng, dinh dưỡng này, thơm ngon, những ly sinh tố mát lành hay chỉ đơn giản là một món súp cho ngày đổi gió. Thế nhưng mà trước tiên, hãy cùng với Thu Hằng đập hộp ngay em máy làm sữa hạt mới cập bến của nhà Kalai nhé. Siêu phẩm máy làm sữa hạt Kalai KCB4741, chiếc máy có điều khiển giọng nói độc quyền trên thị trường. Đạt chất lượng chuẩn châu Âu và được bảo hành lên tới 24 tháng. Hãy cùng xem em nó có những gì nhé. Một thân máy được làm từ inox 304 sáng bóng, trông cực sang. Phía dưới này còn có 4 trụ mút giữ máy chắc chắn trong quá trình hoạt động. Một cối thủy tinh borosilicate 5 lớp có dung tích 1750ml, có khả năng chịu nhiệt lên tới 300 độ C. Tại đây có các vạch dung tích cùng với các mức lưu ý với từng chế độ. Và một nắp cối từ inox 304 kết hợp cùng nhựa nguyên sinh cao cấp, có khả năng chống trào cực đỉnh nhờ phân gioăng silicon kép. Sửng hấp inox, thanh nhồi, dụng cụ vệ sinh, sách hướng dẫn sử dụng, sách công thức. Và đầu tiên, các bạn nhớ là chúng ta sẽ kết nối nguồn điện nhé. Tiếp theo là mình sẽ đặt phần cối lên phần thân, như thế này. Rồi, mình sẽ bấm nút bắt đầu nhé. Các bạn có thấy không ạ? Ở trên màn hình ở đây đang hiện nút E1. Tức là sao? Tức là máy đang cảnh báo cho chúng ta biết rằng là chiếc cái thân máy này đặt vào cối nhưng mà vẫn chưa đúng vị trí. Rồi bây giờ thì mình sẽ thực hiện đúng để cho máy bắt đầu hoạt động nhé. Vấn đề là nó nằm ở phần nắp này này. Mình sẽ quay chiếc nắp này trở lại. Đó, vậy là chiếc máy có thể hoạt động được rồi. Kalai KCB4741 có 12 chức năng bao gồm sữa thảo mộc, sữa đậu nành, sữa không nấu, xay khô, cháo nguyên hạt, cháo ăn dặm, hấp, hầm, nấu súp, sinh tố, giữ ấm, vệ sinh máy, hẹn giờ tích hợp điều khiển có giọng nói nên những người lớn tuổi đều có thể dễ dàng sử dụng. Đặc biệt hơn, để đảm bảo an toàn cho những người sử dụng, nhà Kalai đã tích hợp thêm chức năng là sấy khô khử khuẩn. Sau khi mà nấu xong hoặc là trước khi nấu, các bạn có thể bật chế độ này chỉ trong vòng 5 phút thôi. Cối và lưỡi dao sẽ được tự động tiệt trùng, đảm bảo vệ sinh khi mà chúng ta sử dụng đó. Để test em máy này thì Thu Hằng sẽ thử nấu một vài loại sữa nha. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu này, cho vào máy, đổ nước đến vạch theo mức quy định. Sau đó chọn chế độ phù hợp, ấn nút nguồn để mở máy, chọn chế độ bất kỳ, ấn tiếp nút nguồn để máy hoạt động. Mới đó thôi mà sữa đã bắt đầu sôi rồi, thế nhưng mà không hề bị trào sữa đâu nhá. Quá tuyệt vời phải không? Có Kalai KCB4741, mọi người thao hồ mix và làm những món sữa sánh mịn nhờ lưỡi dao bát giác cong chiều, được làm từ inox 304, xay mịn mọi loại hạt dù là hạt cứng. Các bạn hãy xem thành phẩm sữa cực kỳ sánh mịn, thơm ngon và chắc chắn là cả nhà mình ai cũng mê nha. Sữa được giữ trọn dinh dưỡng, rất mịn, không hề bị cạn to kể cả khi test qua dây lọc. Sau khi mà máy nấu xong thì mình sẽ vệ sinh máy nha. Các bạn chỉ cần thêm một chút nước vào máy, sau đó thêm một ít nước rửa bát nữa. Và đừng quên là chọn chế độ vệ sinh máy. Sau 1 phút 30 giây là chiếc máy đã sạch tinh rồi. Vào bếp nhắn tin với Kalai KCB4741, bạn có thể thỏa sức nấu sữa thơm ngon, nấu cháo nguyên hạt, cháo ăn dặm nhanh chóng, làm súp, hấp đồ ăn, nấu hầm canh đơn giản, an toàn ngay tại nhà. Một chiếc máy vô cùng tiện lợi, Kalai KCB4741 chắc chắn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho ra lò những món ngon khó cưỡng của các đầu bếp đại gia đó nha. Nếu như các bạn có bất cứ thắc mắc nào, hãy để lại comment ở phía dưới video này. Còn nếu như các bạn yêu thích chiếc máy này, hãy gọi ngay tới hotline 1900 1850 hoặc truy cập website kalai.vn để được tư vấn hỗ trợ mua hàng nhanh nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.